Xin chào mọi người, tối hôm nay mình giới thiệu đến mọi người cái con laptop HP Elite 830G8 nha mọi người. HP mà đầu 8 á, là siêu chất lượng luôn mọi người, top đầu luôn, rất là chất lượng, 13.3 inch, mẫu đẹp tuyệt vời, mẫu thời trang. Cái này sản xuất 2022 nha, vỏ full nhôm Elite 830G8. Cái cấu hình thì rất là mê, mình sẽ quay rõ cái ngoại hình, sau đó mình báo cái cấu hình và mình báo giá nha. Full nhôm, hai ngõ USB, tai nghe, góc cạnh nó cũng tương đối sạch sẽ, nó cũng không có bị cấn móp hay gì, nhưng mà nó có cái dấu hiệu đã qua sử dụng á mọi người. Elite Book nè, Elite này là full nhôm từ trên xuống dưới luôn, ngõ sạc HDMI, hai cái tai xi sấm sét cạnh nhau, rất là chất lượng, máy là khá là đẹp nha mọi người. Trên cái vỏ mặt nhôm này thì mình thấy cũng đẹp nè, không có thấy trầy xước hay là cấn móp gì hết. Chỗ này thì nó hơi hằn, cái dấu sticker rất là ít thôi. Và chỗ này thì dơ. Đây là cái lỗ mic của máy á nha mọi người, chứ không phải là bị dơ gì đâu. Chỗ này thì có xước lông mèo siêu nhẹ, rất là nhẹ luôn mọi người. Đây nè, không hề cợm đâu, giống như lấy cái bút chì mà kẻ ngang qua, rất là nhẹ thôi, không có nhiều, chỉ vậy thôi. Nói chung là máy như vậy là mình thấy là cũng tương đối sạch sẽ so với cái dòng này, như vậy là ok rồi, tương đối đẹp ha. Rồi bây giờ vô bên trong mình sẽ view nó rõ ràng hơn. Màn hình 13.3 inch, mẫu full viền, nhìn rất là sang trọng. Elite thì quá chất lượng mọi người, thiết kế cái bên loa, cái vành loa nè. Loa thì BO nghe rất là hay, và dòng này luôn luôn có LED phím ha, chất lượng. Cái này là i7 nha mọi người, gen 11 lần, cái tem đen là i7 gen 11 gì của HP, nó hay như vậy lắm, mình không có biết. Bàn rê chuột phay nhôm nè, nhìn đẹp. Nói chung cái máy này nhìn nó rất là thời trang, rất là đẹp mọi người. Elite Book mà đầu 8 của HP là cái dòng cao cấp, cho nên là nhìn nó rất là chất lượng luôn, cầm lên là thấy chất lượng. Elite Book 830G8 ha, Gen 11, i7 Gen 11 nha mọi người, rất là khỏe luôn. Chip khỏe, dường như như những cái con chip HQ trên dòng máy chạm 2.88 CPU nè. RAM 16GB, SSD là SSD là tới 1TB là mọi người, tha hồ mà mọi người chứa dữ liệu ha. Màn thì đẹp, đây là mẫu business dành cho doanh nhân, mẫu này người ta hay gọi là dòng dành cho doanh nhân. Webcam rồi đầy đủ hết rồi. Mẫu full viền sang trọng, full HD nha, 1920x1080, màn đẹp, không có lỗi lầm gì hết. Mình có check cái series máy luôn. Đây. Máy được sản xuất năm 2022 nha mọi người, cuối 2022. Rất là chất lượng, không có lỗi lầm gì hết. Pin trên 3 giờ kèm sạc zin. B361 là mã mình đặt cho cái con HP này. Và mình báo giá mọi người. Giá chỉ có 11 triệu thôi mọi người, cho cái con mà dòng cao cấp của Elite, ra cấu hình cao. Cảm ơn mọi người nhiều, ai chốt thì inbox mình. Luôn luôn bao zin, mọi người yên tâm về chất lượng. Mọi người mua hàng thì cọc cho mình 1 triệu, còn lại mình ship code. Mọi người nhận hàng, kiểm tra hàng rồi thanh toán số còn lại cho bưu điện. Máy là zin tuyệt đối nha mọi người, không hề sửa chữa gì hết trơn, nên mọi người không có lo đâu. Nhà mình về sau là bán vậy, cũng cùng một model nhưng có xấu có đẹp, giá nó sẽ khác nhau, tùy vào cái ngoại hình thôi. Mà dù xấu đẹp thì mình không nói, mà dù xấu thì hay là dù rẻ tiền đi thì tất cả đều zin nguyên bản, không hề sửa chữa. Mình mua ở bên Nhật đó là mình mua về là tất cả đều đã chạy tốt hết rồi, và hàng là mua hàng công ty bao zin nguyên bản hết, cho nên mọi người không có lo. Ai cũng có một cái gọi là cái hướng nhập hàng thì mình cũng vậy, mình cũng là cái người mà đi nhập hàng về bán lại, cho nên mình ưu tiên chọn những cái công ty nào ở bên Nhật người ta làm hàng là ok nhất, zin nhất, để nguyên bản, không có hề thay xế sửa chữa hay là làm sạch hay gì đâu. Nhưng mà mọi người không có lo. Cảm ơn mọi người nhiều ha. Ai chốt thì nhắn qua Zalo cho mình nha.